Kính thưa quý vị thân mến, Lưu Chí Phong đang có mặt ở nhà anh Tuấn ở Lý Nhân, Hà Nam. Ở nhà anh có một gọi là con đường hoa quý vị ạ. Con đường mà rẽ vào nhà anh tràn ngập những sắc hoa, đủ sắc màu, đủ chủng loại, rất là nhiều chủng loại. Đây, Phong xin phép được quay để gửi đến quý vị. Những dãy hoa sẽ mang lại, chị có chia sẻ là giải stress rất là tốt, sau những giờ lao động mà rất là căng thẳng, làm việc liên tục nên là cần được giải stress thì chị đã tìm đến cây hoa, chăm sóc cho cây hoa nó xanh tốt. Cây hoa thì ngoài ra có một tác phẩm xanh cũng rất là đẹp, không quay luôn để gửi đến quý vị. Hôm nay sẽ đi vấn đề chủ đạo là những sắc màu hoa. Thực sự là Phong vô cùng thích thú và những cái không gian tràn ngập hoa như thế này, nó tạo cho người chơi một cảm giác gần gũi với thiên nhiên, khí hậu thì cực kỳ trong lành. Đây, Phong giới thiệu với quý vị, đây là hai cây trà ta, trà đỏ quý vị, hồng bát diện, trà hồng bát diện cực kỳ đẹp. Đây là Phong vừa để ý là chị mới tưới hoa, anh chị mới tưới hoa nên là có những cái giọt nước trên lá, xong là thấp thoáng lấp ló là cái ánh đèn led, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Cực kỳ ấn tượng quý vị ạ. Đây, một sắc hoa đỏ nữa. Rất là đẹp. Mùa xuân năm nay thời tiết cực kỳ ưu đãi nên là những sắc hoa đã được nở rộ và rất rất đẹp. Cực kỳ đẹp quý vị ạ. Đây là những khóm hoa Phong đang quay tới màu xanh, đây là khóm hoa thực dược, sẽ cho hoa vào dịp Tết và đến tận rằm tháng giêng bởi vì cây này còn chơi được rất là lâu. Dãy đường này cực kỳ là dài quý vị ạ. Những anh chị ở đây thực sự là rất là yêu thiên nhiên, cây cối, hoa cỏ và đặc biệt là hoa. Đây là những cây hoa hoa hồng quý vị ạ. Đây là hoa hồng bạch ta rất là thơm. Rồi tiếp đến là hồng cổ Sapa. Đây là hồng cổ Sapa. Xa xa kia là một cây hồng nhung. Hồng nhung cũng đang rất là khoe sắc, sắc thắm cực kỳ, rầy nụ rầy bông quý vị ạ. Những ánh đèn led thấp thoáng làm cho khung cảnh càng thêm rực rỡ quý vị ạ. Hello, chào em. Ồ, chú quay tối xem nhé. Tiếp theo là đóa hoa thực dược trắng quý vị ạ. Rất rất đẹp luôn. Những sắc hoa này làm cho không khí Tết như kiểu đến sớm hơn mọi năm quý vị ạ. Đây đặc biệt là ấn tượng với cây hoa màu tím này. Rất là đã mắt. Màu sắc cực kỳ là nhã nhặn. Đấy, anh chị chăm rất là khéo, như là những người làm vườn thực thụ, những người chuyên về hoa, rất là chuyên nghiệp, sánh ngang cùng với những người trồng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt cũng như ở Hưng Yên rồi Hà Nội.
Đấy. Những sắc hoa rất là chất lượng. Rất đẹp. Như này mà có cốc cà phê mà ngồi để được trò chuyện với bạn bè những ngày Tết rồi những ngày cuối tuần rồi những cái giờ giải lao thì rất là có ý nghĩa, là mọi sự mệt mỏi sẽ được xua tan một cách nhanh chóng. Dường như con người sẽ trẻ ra và sẽ hoàn thiện bản thân hơn rất là nhiều khi chơi hoa. Phong đã gặp gỡ rất là nhiều những người trồng hoa, những người về cây cảnh nghệ thuật, thì họ thực sự là rất là vui vẻ và rất là mở lòng. Điều đó sẽ giúp cho con người gắn kết với nhau hơn, gần gũi với nhau hơn, và sẽ xóa đi những cái gì đó không có tốt, thì hoa sẽ mang lại một cái gì đó làm cho con người trở nên thân thiện, hòa đồng, rồi sẽ giao lưu và trò chuyện, nói về hoa, nói về sắc hoa, để cho một cuộc sống luôn luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui mỗi khi quý vị được ngắm nhìn hoa, được giao lưu, uống chè, cà phê, rồi có thể nhâm nhi một điếu thuốc. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Lưu Như Phong gửi đến hình ảnh con đường hoa, có thể gọi là con đường hoa, cực kỳ ấn tượng. Hôm qua Phong có chở cây trà vào đây thì đã vô cùng choáng ngợp trước một cái khung cảnh như này. Thực sự là trong thâm tâm mình nghĩ là mình phải phải giữ lại cái hình ảnh đẹp này trong lòng, và cũng muốn truyền tải cũng như gửi đến quý vị thì những người mà yêu thích thiên nhiên, theo lời bác Hồ đã từng căn dặn là mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Với những sắc hoa này thì đất nước lúc nào cũng như là một mùa xuân đã đến rất là gần. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và lời cuối cùng Phong cũng không quên chúc Tết thì sắp tới rồi, chúc quý vị một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa vô cùng biết ơn quý vị đã theo dõi xuyên suốt cái video của Lưu Nhất Phong, và hẹn gặp lại quý các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.